kiên cường, dũng mãnh, không pháp gì có thể trở hoại. Đó là không sợ hãi thứ ba của Bồ Tát. 4. Phật tử. Đại Bồ Tát nhờ Phật lực hộ niệm, nhờ Phật lực nhiếp trì, trụ Phật oai nghi, tu hành pháp chân thật. Vì việc làm đều chân thật nên không có sự đổi khác, bèn nghĩ như vậy: tôi chẳng thấy có chút phần chẳng hợp oai nghi, khiến cho các chúng sinh sinh tướng của trách. Vì chẳng thấy nên tâm mình không sợ hãi, có thể ở trong đại chúng pháp hội an ổn thuyết pháp. Đó là không sợ hãi thứ tư của Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát thần lời ý nghiệp thảy đều thanh tịnh, sạch trắng như hòa, xa lìa các ác, bèn nghĩ như vậy: tôi chẳng thấy thân lời ý nghiệp của mình có chút phần đáng của trách. Vì chẳng thấy nên tâm không sợ hãi, hay khiến chúng sinh trụ nơi Phật pháp. Đó là không sợ hãi thứ năm của Đại Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát được Kim Cang Lực Sĩ, Trời Rồng Dạ Xoa, Càn Thát Bà Atula, Đế Thích Phạm Vương, Tứ Thiên Vương, vân vân thường theo hầu hạ, tất cả Như Lai hộ niệm chẳng rời. Đại Bồ Tát bèn nghĩ như vậy: tôi chẳng thấy có chúng ma ngoại đạo hoặc chúng sinh nào có thể đến chướng ngại chút phần sự tu hành Bồ Tát đạo của tôi. Vì không thấy nên tâm không sợ hãi, rốt ráo đến được bờ bên kia không sợ hãi, phát tâm hoan hỷ hành Bồ Tát hạnh. Đó là không sợ hãi thứ sáu của Bồ Tát. 5. Phật tử, Đại Bồ Tát thân lời ý, ba nghiệp đều đã thanh tịnh, lại sạch trắng, lại nhu hòa, xa lìa các pháp ác, bèn nghĩ như vậy: tôi dùng diệu quan sát trí để khảo sát mình, chẳng thấy thân lời ý nghiệp của mình có chút nghiệp ác nào, chẳng có chút phần nào đáng cho người của trách phỉ báng, cũng chẳng có lỗi lầm nào. Vì chẳng thấy nên tâm không sợ hãi, hay khiến cho tất cả chúng sinh trụ trong Phật pháp, y pháp tu hành. Đó là không sợ hãi thứ năm của Đại Bồ Tát. 6. Phật tử, Đại Bồ Tát được Kim Cang Lực Sĩ, Trời Rồng Dạ Xoa, Càn Thát Bà Atula, Trời Đế Thích, Đại Phạm Thiên Vương, Tứ Thiên Vương, vân vân thường theo hầu hạ vì Đại Bồ Tát đó. Chẳng những Thiên Long Bát Bộ đến hộ trì, mà tất cả chư Phật Như Lai cũng thường hộ niệm chẳng xa rời. Đại Bồ Tát bèn nghĩ như vậy: tôi chẳng thấy có chúng ma và ngoại đạo hoặc chúng sinh nào có thể đến chướng ngại chút phần sự tu hành Bồ Tát đạo của tôi. Vì không thấy nên tâm không sợ hãi, rốt ráo đến được bờ bên kia không sợ hãi, phát tâm hoan hỷ hành Bồ Tát hạnh. Đó là không sợ hãi thứ sáu của Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát đã thành tựu được niệm căn đệ nhất, niệm không quên mất, được Phật hoan hỷ hứa khả, bèn nghĩ như vậy: Như Lai nói văn tự câu pháp thành tựu đạo Bồ Đề, tôi chẳng thấy trong đó có chút phần quên mất. Vì không thấy quên mất nên tâm không sợ hãi, thọ trì tất cả chánh pháp của Như Lai hành Bồ Tát hạnh. Đó là không sợ hãi thứ bảy của Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát trí huệ phương tiện đều đã thông đạt, Bồ Tát các lực đều được rốt ráo, thường xuyên giáo hóa tất cả chúng sinh, luôn dùng nguyện tâm kết buộc Phật Bồ Đề là vì bi mẫn chúng sinh, vì thành tựu chúng sinh nơi đời phiền não ô trược, thị hiện thọ sanh và dòng dõi tôn quý quyến thuộc viên mãn, chỗ mong muốn đại tâm mãn nguyện hoan hỷ vui sướng mà nghĩ như vậy: tùy tôi tụ hội với quyến thuộc này, chẳng thấy có chút gì đáng tham luyến, để tôi bỏ sự tu hành thiền định giải thoát và các tam muội tổng trì biện tại pháp Bồ Tát đạo. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát nơi tất cả pháp đã được tự tại, đến nơi bờ kia tu Bồ Tát hạnh thể chẳng đoạn tuyệt, chẳng thấy thế gian có cảnh giới nào có thể mê loạn Bồ Tát đạo. Vì chẳng thấy nên tâm không sợ hãi, rốt ráo đến bờ bên kia không sợ hãi, nhờ sức đại nguyện nơi tất cả thế giới thị hiện thọ sanh. Đó là không sợ hãi thứ tám của Bồ Tát. 7. Phật tử, Đại Bồ Tát đã thành tựu được niệm căn đệ nhất, một trong năm căn tín tấn niệm định huệ, trong tâm thủy chung không quên mất, được Phật hoan hỷ hứa khả, bèn nghĩ như vậy: Như Lai nói văn tự câu pháp thành tựu đạo Bồ Đề, tôi chẳng thấy trong đó có chút phần quên mất, dù chỉ là một chữ. Vì không thấy mình quên mất Phật pháp nên tâm không sợ hãi, hay thọ trì tất cả chánh pháp của Như Lai, tu hành Bồ Tát hạnh. Đó là không sợ hãi thứ bảy của Bồ Tát. 8. Phật tử, Đại Bồ Tát trí huệ phương tiện đều đã thông đạt viên mãn, Bồ Tát các lực đều được rốt ráo, thường xuyên giáo hóa tất cả chúng sinh, luôn dùng sức nguyện tâm kết buộc Phật Bồ Đề là vì bi mẫn tất cả chúng sinh, vì thành tựu tất cả chúng sinh ở trong đời ác ngũ trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, thị hiện thọ sanh và dòng dõi tôn quý quyến thuộc viên mãn, tất cả sự mong muốn đều tại tâm mãn nguyện, muốn gì có nấy, hoan hỷ vui sướng, bèn nghĩ như vậy: tùy tôi có gia đình vui sướng quyến thuộc mỹ mãn, sớm chiều tụ hội
nhưng chẳng thấy có chút gì đáng tham luyến, để tôi phải bỏ sự tu hành thiền định giải thoát và các tam muội, tổng trì biện tài và pháp Bồ Tát đạo. Tại sao vậy? Vì đại Bồ Tát nơi tất cả các pháp đã được nhậm vận tự tại, đến nơi bờ kia tu hành Bồ Tát hạnh, phát thệ nguyện chẳng bao giờ đoạn tuyệt, chẳng thấy thế gian có cảnh giới nào có thể mê loạn Bồ Tát tu pháp môn Bồ Tát đạo. Vì chẳng thấy nên tâm không sợ hãi, do giáo đến bờ bên kia không sợ hãi, nhờ sức đại nguyện nơi tất cả thế giới thì hiện thọ sanh, đó là không sợ hãi thứ tám của Bồ Tát. Phật tử đại Bồ Tát luôn chẳng quên mất tâm Tát Bà Nhạ, ngồi nơi đại thừa hành Bồ Tát hạnh, dùng thế lực đại tâm nhất thiết trí thị hiện tất cả oai nghi tịch tĩnh của thanh văn độc giác. Bèn nghĩ như vậy, tôi chẳng thấy mình sẽ ở nơi nhị thừa mà lấy chút phần xuất ly, vì chẳng thấy nên tâm không sợ hãi, đến bờ bên kia vô thượng không sợ hãi, hay thị hiện khắp tất cả thừa đạo rốt ráo đầy đủ đại thừa bình đẳng, đó là không sợ hãi thứ chín của Bồ Tát. Phật tử đại Bồ Tát thành tựu tất cả các pháp trắng tịnh đầy đủ căn lành viên mãn thần thông, rốt ráo trụ nơi chư Phật Bồ Đề, đầy đủ tất cả các Bồ Tát hạnh, ở chỗ chư Phật được thọ ký quán đảnh nhất thiết trí mà thường giáo hóa chúng sinh hành Bồ Tát đạo. Bèn nghĩ như vậy, tôi chẳng thấy mình có chúng sinh nào đáng được thành thục mà không thể thị hiện sự tự tại của chư Phật để thành thục. Vì không thấy nên tâm không sợ hãi, do giáo đến bờ bên kia không sợ hãi, chẳng dứt Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ nguyện Bồ Tát, tùy sự ứng hóa tất cả chúng sinh mà hiện cảnh giới Phật hóa độ, đó là không sợ hãi thứ 10 của Bồ Tát. 9. Phật tử đại Bồ Tát luôn chẳng quên mất tâm Tát Bà Nhạ nhất thiết trí, ngồi nơi pháp môn đại thừa hành Bồ Tát hạnh, dùng thế lực đại tâm nhất thiết trí thị hiện tất cả tướng trạng oai nghi tịch tĩnh của thanh văn và độc giác. Bèn nghĩ như vậy, tôi chẳng thấy mình sẽ ở nơi nhị thừa mà lấy chút phần xuất đi, vì chẳng thấy chút phần nguyện lực nhị thừa nên tâm không sợ hãi, đến bờ bên kia vô thượng không sợ hãi, hay thị hiện khắp tất cả thừa đạo, hoặc tiểu thừa đạo, hoặc đại thừa đạo, hoặc Phật thừa đạo, rốt ráo đầy đủ đại thừa bình đẳng, đó là không sợ hãi thứ chín của Bồ Tát. 10. Phật tử đại Bồ Tát thành tựu tất cả các pháp trắng tịnh, đầy đủ tất cả căn lành, viên mãn tất cả thần thông, rốt ráo trụ nơi Bồ Đề giác đạo của chư Phật, đầy đủ tất cả hạnh nguyện của Bồ Tát tu ở chỗ đạo tràng của tất cả chư Phật, được chư Phật thọ ký quán đảnh nhất thiết trí mà thường giáo hóa độ thoát tất cả chúng sinh tu hành Bồ Tát đạo. Bèn nghĩ như vậy, tôi chẳng thấy mình có chúng sinh nào đáng được thành thục mà không thể thị hiện sự tự tại của chư Phật để thành thục. Vì không thấy nên tâm không sợ hãi, rốt ráo đến bờ bên kia không sợ hãi, chẳng dứt Bồ Tát hạnh, chẳng bỏ nguyện Bồ Tát, tùy sự ứng hóa tất cả chúng sinh mà hiện cảnh giới Phật giáo hóa họ, độ thoát họ, đó là không sợ hãi thứ 10 của Bồ Tát. Phật tử, đó là 10 điều không sợ hãi của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ đắc được không sợ hãi vô thượng của chư Phật, mà cũng chẳng bỏ không sợ hãi của Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật, đó là 10 điều không sợ hãi của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ đắc được không sợ hãi vô thượng của chư Phật, mà cũng chẳng bỏ không sợ hãi của Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 pháp bất cộng. Những gì là 10? Phật tử, Đại Bồ Tát chẳng do người khác dạy, tự nhiên tu hành lục độ ba la mật, thường ưa thích bố thí lớn, chẳng sinh tâm bỏn sẻn, luôn giữ giới thanh tịnh, không có hủy phạm, đầy đủ nhẫn nhục, tâm chẳng dao động, có đại tinh tấn chưa từng thối chuyển, khéo vào các thiền vĩnh viễn không tán loạn, khéo hút tu trí huệ, đều trừ ác kiến. Đó là pháp bất cộng thứ nhất, tùy thuận đạo ba la mật tu lục độ chẳng do người khác dạy. Phật tử đại Bồ Tát hay nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, hay dùng tài và pháp mà hành bố thí, chánh niệm hiện tiền, vui vẻ nói lời dịu dàng, tâm sinh hoan hỷ, thị hiện như thật nghĩa, khiến cho họ được hội hiểu bồ đề của chư Phật. Không có hiềm ghét, bình đẳng, lợi ích, đó là pháp bất cộng thứ hai, thuận đạo bốn pháp nhiếp, riêng nhiếp thọ chúng sinh, chẳng do người khác dạy. Phật tử đại Bồ Tát hồi hướng khéo léo, đó là hồi hướng chẳng cầu quả báo, hồi hướng thuận Phật bồ đề, hồi hướng chẳng chấp trước tất cả thiền định tam muội thế gian, hồi hướng vì lợi ích tất cả chúng sinh, hồi hướng vì chẳng dứt trí huệ Như Lai, đó là pháp bất cộng thứ ba, vì các chúng sinh phát khởi căn lành cầu trí huệ của Phật, chẳng do người khác dạy. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 pháp bất cộng. Những gì là 10? 1. Phật tử, đại Bồ Tát chẳng cần người khác giáo hóa, tự mình hiểu biết.
Mọi người chú ý, chẳng do người khác dạy, phải tự mình chân chánh, minh bạch mới được. Chẳng phải nói mình chẳng có trí huệ. Nghe trong kinh Hoa Nghiêm nói, chẳng do người khác dạy, bèn cho rằng không cần bậc thiện tri thức chỉ dạy. Đây là tư tưởng cống cao ngã mạn, tự cho mình khác người, là quan niệm sai lầm. Điểm này các vị phải rõ ràng, không thể tự nói bậy bạ. Bồ Tát Bát Địa trở lên mới có tư cách nói chẳng do người khác dạy. Bồ Tát chẳng do người khác dạy, tự nhiên biết tu hành, chẳng giải đãi, chẳng phóng dật, chuyên tâm tu hành pháp lục độ ba la mật, tức cũng là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Giáo pháp này là pháp môn đến và bên kia. Bồ Tát thường ưa thích bố thí lớn, cứu giúp người cần dùng, như có tài vật thì liền bố thí tài vật cho người, chẳng để lại cho mình. Đem nội tài và ngoại tài bố thí rồi, tuyệt đối chẳng sinh tâm bòn sen, cũng chẳng sinh tâm hối tiếc, luôn giữ giới thanh tịnh, không khi nào phạm giới, đầy đủ công phu nhẫn nhục, tâm có thiền định, chẳng bị cảnh giới làm dao động, có tâm đại tinh tấn dũng mãnh, chưa từng khi nào sinh tâm thối chuyển, khéo vào các thiền định, lúc nào cũng ở trong định, vĩnh viễn không có sự tán loạn phát sinh, khéo tu hành pháp môn trí huệ, tiêu trừ sạch hết tư tưởng tà tri tà kiến, chẳng chánh đáng. Đó là pháp bất cộng thứ nhất, không do người khác dạy, tùy thuận đạo ba la mật tu hành lục độ. Hai, Phật tử đại Bồ Tát hay nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, hay dùng tài thí và pháp thí chánh niệm thường hiện tiền, tức cũng là tư tưởng chánh đại quang minh, đối với chúng sinh luôn vui vẻ, nói lời dịu dàng, tâm sinh hoan hỷ, khiến cho chúng sinh trong tâm có cảm giác vui mừng, chỉ thị chúng sinh như thật nghĩa, như lý tu hành, khiến cho chúng sinh được ngộ hiểu pháp bồ đề giác đạo của chư Phật. Đối với chúng sinh không sinh ra tâm hiềm ghét, đối đãi bình đẳng lợi ích chúng sinh, chẳng phân biệt người thân kẻ lạ, đều xem như nhau. Đó là pháp bất cộng thứ hai, không do người khác dạy, thuận đạo bốn pháp nhiếp, bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự, siêng nhiếp thọ chúng sinh. Bà Phật tử đại Bồ Tát hồi hướng khéo léo, đó là hồi hướng chẳng cầu quả báo, hồi hướng thuận Phật Bồ Đề, hồi hướng chẳng chấp trước tất cả thiền định tam muội thế gian, hồi hướng vì lợi ích tất cả chúng sinh, nghĩa là đem căn lành của mình tu tập đều hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Đó là tâm từ bi của Bồ Tát. Hồi hướng vì chẳng thiết trí huệ Như Lai, đó là pháp bất cộng thứ ba, chẳng do người khác dạy, vì các chúng sinh phát khởi căn lành cầu trí huệ của Phật. Phật tử đại Bồ Tát đã đến được phương tiện khéo léo do giáo bờ bên kia, tâm luôn đoái hoài tất cả chúng sinh, chẳng nhàm cảnh giới phàm vu thế tục, chẳng thích đạo xuất ly của nhị thừa, chẳng chấp vào ưa thích của mình, chỉ siêng hóa độ, hay khéo nhập xuất thiền định giải thoát, nơi các tam muội đều được tự tại vãng lai sinh tử, như dạo chơi vườn hoa, chưa từng tạm khởi tâm nhảm mỏi, hoặc trụ cung ma, hoặc làm trời đế thích phạm vương chủ thế gian, nơi tất cả nơi xanh, Bồ Tát đều hiện thân ở trong đó, hoặc xuất gia ở trong chúng ngoại đạo, mà luôn xa lìa tất cả tà kiến, tất cả văn tử chú thuật thế gian, từ ấn toán số cho đến pháp du hí ca múa thầy đều thị hiện tinh xảo, hoặc có lúc thị hiện làm phụ nữ xinh đẹp trí huệ tài năng bậc nhất trong đời. Đối với các pháp thế gian và xuất thế gian, hay hỏi hay nói vấn đáp rất nghi đều được rốt ráo, tất cả việc thế gian và xuất thế gian cũng đều thông đạt đến bờ bên kia, tất cả chúng sinh luôn đến chiêm ngưỡng, tùy hiện oai nghi thành văn đức chi Phật mà chẳng mất tâm đại thừa, tùy trong niệm niệm thị hiện thành chánh giác mà chẳng dứt Bồ Tát hạnh. Đó là pháp bất cộng thứ tư, phương tiện khéo léo rốt ráo bờ kia, chẳng do người khác dạy. 4. Phật tử đại Bồ Tát đã đến được phương tiện khéo léo rốt ráo bờ bên kia, nhưng trong tâm luôn đoái hoài tất cả chúng sinh, chẳng nhàm chán cảnh giới phàm phu ngu si thế tục, chẳng thích đạo xuất ly của nhị thừa, chẳng chấp vào sự ưa thích của mình, chỉ siêng năng hóa độ, giáo hóa độ thoát tất cả chúng sinh, hay khéo nhập định và xuất định, thường ở nơi cảnh giới giải thoát. Đối với các tam muội hoàn toàn được nhậm vận tự tại, vãng lai trong sinh tử tự do, chẳng bị hạn chế nào, coi sự sinh tử như dạo chơi vườn hoa, khoái lạc giống như ngắm xem phong cảnh. Đối với tâm bồ đề trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh, chưa từng tạm khởi tâm nhảm mỏi, hoặc trụ ở trong cung điện ma vương, hoặc làm trời đế thích, hoặc làm đại phạm thiên vương, hoặc làm chủ thế gian hoàng đế, tất cả nơi thọ sanh, Bồ Tát đều hiện thân ở trong đó, hoặc xuất gia ở trong chúng ngoại đạo. Tại sao vậy? Vì khiến cho tất cả ngoại đạo xa lìa tất cả tà tri tà kiến, hiện thân thuyết pháp, thay đổi tà kiến không chánh đáng của ngoại đạo, tất cả văn từ chúng thuật, tự ấn toán số của thế gian, cho đến pháp du hí ca múa vân vân, thầy đều thị hiện tinh xảo, hoặc có lúc thị hiện làm phụ nữ xinh đẹp trí huệ tài năng bậc nhất trong đời.
Đối với các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng gì mà chẳng biết, chẳng gì mà chẳng thấu. Cho nên hay hỏi hay nói, trong sự vấn đáp hay dứt trừ tất cả sự nghi hoặc đều đến được rốt ráo. Đối với tất cả việc thế gian và xuất thế gian cũng đều thông đạt hết, đến được bờ bên kia. Tất cả chúng sinh luôn đến chiêm ngưỡng tuy hiện oai nghi của bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật, nhưng chẳng mất tâm đại thừa, vẫn tu Bồ Tát đạo. Tuy ở trong niệm niệm thì hiện thành chánh giác, nhưng vẫn chẳng dứt Bồ Tát hạnh. Đó là pháp bất cộng thứ tư, chẳng do người khác dạy, phương tiện khéo léo rốt ráo bờ kia. Phật tử, Đại Bồ Tát khéo biết đạo quyền thật song hành, trí huệ tự tại đến nơi rốt ráo. Đó là trụ nơi Niết Bàn mà thị hiện sanh tử, biết không chúng sinh mà siêng hành giáo hóa, rốt ráo tịch diệt, hiện khởi phiền não. Trụ một pháp thân trí huệ kiên mật mà khắp hiện vô lượng thân các chúng sinh, thường vào thiền định thâm sâu mà thị hiện thọ dục lạc, thường xa lìa ba cõi mà chẳng bỏ chúng sinh, thường thích pháp lạc mà hiện có thể nữ ca ngâm múa hát, tùy dùng các tướng tốt trang nghiêm thân mình mà thị hiện thọ thân hình xấu xí bẩn tiện, thường tích tập các việc lành không có các lỗi ác mà hiện sinh địa ngục súc sanh ngạ quỷ, tùy đã đến nơi Phật trí bờ kia mà cũng chẳng bỏ trí thân Bồ Tát. Đại Bồ Tát thành tựu vô lượng trí huệ như vậy, thành văn độc giác còn không biết được hà huống là tất cả đồng mông chúng sinh. Đó là pháp bất cộng thứ năm, quyền thật song hành, chẳng do người khác dạy. Năm, Phật tử, Đại Bồ Tát khéo biết pháp môn đạo quyền thật song hành. Quyền là tạm thời, thật là vĩnh viễn, tạm thời là pháp môn phương tiện thiện xảo, vĩnh viễn là pháp môn chân thật không đổi. Nhưng Bồ Tát giáo hóa chúng sinh có lúc dùng quyền pháp, có lúc dùng thật pháp. Trí huệ của Bồ Tát là tự tại đến cảnh giới rốt ráo, tùy trụ tại Niết Bàn mà vẫn thị hiện sanh tử, tùy biết không có chúng sanh đáng độ mà vẫn phải siêng hành giáo hóa tất cả chúng sinh, tùy rốt ráo tịch diệt, tức là cảnh giới chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm, nhưng Bồ Tát vẫn phải thị hiện có phiền não, cố ý hiện ra có tướng phiền não để du hí ba cõi. Chủ một pháp thân trí huệ kiên mật mà có thể hiện ra khắp vô lượng vô số thân các chúng sinh, đó là thần thông biến hóa diệu dụng của Bồ Tát. Bồ Tát thường vào thiền định thâm sâu mà thị hiện tiếp thọ tất cả dục lạc. Bồ Tát thường xa lìa ba cõi mà chẳng bỏ tất cả chúng sinh. Bồ Tát thường hoan hỷ thích pháp lạc mà hiện có thể nữ biểu diễn ca ngâm múa hát du hí vui chơi. Tùy dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp để trang nghiêm thân mình mà thị hiện thọ thân hình xấu xí bẩn tiện, thường tích tập tất cả căn lành không có các lỗi ác mà hay thị hiện sinh vào địa ngục, lại làm súc sinh, lại làm ngạ quỷ, tùy đã đến nơi Phật trí bờ kia mà cũng chẳng bỏ trí thân của Bồ Tát. Đại Bồ Tát thành tựu vô lượng trí huệ như vậy, trí huệ đó hàng thanh văn và độc giác còn không biết được hà huống là tất cả nhi đồng và chúng sinh vô tri khác, họ càng không thể nào biết được. Đó là pháp bất cộng thứ năm, quyền thật song hành, chẳng do người khác dạy. Phật tử, Đại Bồ Tát thân miệng ý nghiệp làm theo trí huệ thảy đều thanh tịnh, đó là đầy đủ đại từ, vĩnh viễn lìa tâm giết hại, cho đến đầy đủ sự hiểu biết chân chánh không có tà kiến. Đó là pháp bất cộng thứ sáu, thân miệng ý làm theo trí huệ, chẳng do người khác dạy. Phật tử, Đại Bồ Tát đầy đủ đại bi, chẳng bỏ chúng sinh, thế tất cả chúng sinh thọ các khổ, đó là khổ địa ngục, khổ súc sinh, khổ ngạ quỷ, vì làm lợi ích mà chẳng sinh mệt nhọc, chỉ chuyên độ thoát tất cả chúng sinh, chưa từng đắm nhiễm cảnh giới năm dục, thường tinh cần diệt trừ các khổ. Đó là pháp bất cộng thứ bảy, thường khởi đại bi, chẳng do người khác dạy. Phật tử, Đại Bồ Tát thường làm chỗ ưa thích thấy của chúng sinh, Phạm Vương Đế Thích, Tứ Thiên Vương, vân vân, tất cả chúng sinh thấy không nhằm đủ. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát từ đời lâu xa đến nay tu hành nghiệp thanh tịnh không có lỗi lầm, cho nên chúng sinh nào thấy được đều không nhàm chán. Đó là pháp bất cộng thứ tám, tất cả chúng sinh đều ưa thấy, chẳng do người khác dạy. Sáu, Phật tử, Đại Bồ Tát thân miệng ý ba nghiệp làm theo trí huệ thảy đều thanh tịnh, đó là đầy đủ tâm đại từ, vĩnh viễn lìa khỏi tâm giết hại chúng sinh, cho đến đầy đủ sự hiểu biết chân chánh không có tà kiến. Đó là pháp bất cộng thứ sáu, thân miệng ý ba nghiệp làm theo trí huệ, chẳng do người khác dạy. Bảy, Phật tử, Đại Bồ Tát đầy đủ tâm đại bi, chẳng xả bỏ tất cả chúng sinh, không những chẳng bỏ chúng sinh mà còn thế tất cả chúng sinh thọ các khổ. Đó là tinh thần của Bồ Tát, như là khổ trong địa ngục, khổ trong súc sinh, khổ trong ngạ quỷ, Bồ Tát cam tâm tịnh nguyện chịu khổ thay thế tất cả khổ của chúng sinh. Bồ Tát vì làm lợi ích cho tất cả chúng sinh nên chẳng sinh mệt nhọc, chẳng khi nào mệt mỏi, chỉ một mục đích
là chuyên độ thoát tất cả chúng sinh. Bồ Tát chưa từng đắm nhiễm cảnh giới năm dục, tài, sắc, danh, ăn, ngủ. Thường vì tất cả chúng sinh tinh cần diệt trừ tất cả các khổ hoạn nạn. Đó là pháp bất cộng thứ bảy, thường khởi tâm đại bi, chẳng do người khác dạy. 8. Phật tử, Đại Bồ Tát thường làm chỗ ưa thích thấy của chúng sinh, như Đại Phạm Thiên Vương, Trời Đế Thích, Trời Tứ Thiên Vương, vân vân. Tất cả chúng sinh thấy không khi nào nhàm đủ. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát từ đời lâu xa đến nay tu hành nghiệp thanh tịnh không nhiễm, không có lỗi lầm, cho nên tất cả chúng sinh đều hoan hỷ nhìn thấy Bồ Tát mà không nhàm chán. Đó là pháp bất cộng thứ 8, tất cả chúng sinh đều ưa nhìn thấy Bồ Tát, chẳng do người khác dạy. Phật tử, Đại Bồ Tát nơi nhất thiết trí đại thệ trang nghiêm, trí ưa thích kiên cố, tỷ chỗ hiểm nạn, nơi phàm phu, thành văn độc giác, chọn không thối chuyển, mất tâm nhất thiết trí, giáng tịnh diệu báu. Phật tử như có châu báu tên là tịnh trang nghiêm, để ở trong vũng bùn ánh sáng màu sắc không thay đổi, hay khiến cho nước đục thảy đều lắng trong. Đại Bồ Tát cũng là như thế, tuy ở nơi phàm ngu tạp trược, chọn không bất hoại tâm báu thanh tịnh cầu nhất thiết trí, mà hay khiến cho các chúng sinh ác đó sao lìa vọng kiến phiền não uế trược, được tâm báu thanh tịnh cầu nhất thiết trí. Đó là pháp bất cộng thứ 9, tại nơi các nạn chẳng mất tâm báu nhất thiết trí, chẳng do người khác dạy. Phật tử, Đại Bồ Tát thành tựu trí tự do cảnh giới không thầy tự ngộ, rốt ráo tự tại đến nơi bờ kia lụa pháp lìa cấu, dùng làm mũ đội trên đầu, nơi bạn lành gần gũi không rời, nơi các Như Lai thưởng thức tôn trọng. Đó là pháp bất cộng thứ 10, được pháp tối thượng, chẳng lìa thiện tri thức, chẳng bỏ sự tôn trọng Phật, chẳng do người khác dạy. 9. Phật tử, Đại Bồ Tát nơi nhất thiết trí đại thệ trang nghiêm, trí ưa thích rất kiên cố, tùy chỗ hiểm nạn nơi phàm phu, thành phần độc giác, chọn không thối chuyển, mất tâm nhất thiết trí, sáng tịnh diệu báu. Phật tử ví như có hạt châu báu tên là tịnh trang nghiêm, để ở trong vũng bùn, ánh sáng màu sắc của hạt châu báu vẫn không thay đổi. Công năng của hạt châu báu hay khiến cho nước đục trở thành lắng trong. Đại Bồ Tát cũng là như thế, tùy ở nơi phàm ngu tạp trược, chọn không bất hoại tâm báu thanh tịnh cầu nhất thiết trí, mà hay khiến cho các chúng sinh ác đó xa lìa vọng kiến phiền não uế trược, được tâm báu thanh tịnh cầu nhất thiết trí. Đó là pháp bất cộng thứ 9, tại nơi các nạn chẳng mất tâm báu nhất thiết trí, chẳng do người khác dạy. 10. Phật tử, Đại Bồ Tát thành tựu trí huệ tự giác cảnh giới không thầy chỉ dạy mà tự khai ngộ, đến được rốt ráo tự tại, đến nơi niết bàn bờ kia lụa pháp lìa cấu, dùng làm mũ pháp đội trên đầu rất là trang nghiêm, nơi bạn lành gần gũi không rời, nơi các Như Lai thường thích tôn trọng. Đó là pháp bất cộng thứ 10, được pháp tối thượng, chẳng lìa thiện tri thức, chẳng bỏ sự tôn trọng Phật, chẳng do người khác dạy. Phật tử, đó là 10 pháp bất cộng của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được pháp bất cộng rộng lớn vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đó là 10 pháp bất cộng của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được pháp bất cộng rộng lớn vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ nghiệp. Những gì là 10? Đó là tất cả thế giới nghiệp vì đều hiêm tịnh, tất cả chư Phật nghiệp vì đều cúng dường, tất cả Bồ Tát nghiệp vì cùng trồng căn lành, tất cả chúng sinh nghiệp vì đều giáo hóa, tất cả vị lai nghiệp vì hết thuở vị lai nhiếp lấy, tất cả thần lực nghiệp vì chẳng lìa một thế giới mà đến khắp tất cả thế giới, tất cả quang minh nghiệp vì phóng vô biên quang minh màu sắc, trong mỗi quang minh có tỏa hoa sen, đều có Bồ Tát ngồi kiết già hiển hiện, tất cả giống tam bảo chẳng dứt vì chư Phật diệt rồi gìn giữ trụ trì các Phật pháp, tất cả biến hóa nghiệp vì trong tất cả thế giới thuyết pháp giáo hóa các chúng sinh, tất cả gia trì nghiệp ở trong một niệm tùy tâm ưa thích của các chúng sinh mà thị hiện, khiến cho tất cả nguyện đều thành tựu. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được nghiệp rộng lớn vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ nghiệp. Những gì là 10? Đó là: một, tất cả thế giới nghiệp vì có thể đổi đời ác năm trưởng thành thế giới trang nghiêm thanh tịnh. 2. Tất cả chư Phật nghiệp vì đều cúng dường hết thầy chư Phật. 3. Tất cả Bồ Tát nghiệp vì cùng trồng căn lành. 4. Tất cả chúng sinh nghiệp vì đều giáo hóa chúng sinh, điều phục chúng sinh, độ thoát chúng sinh. 5. Tất cả vị lai nghiệp vì hết kiếp thuở vị lai, nhiếp lấy tất cả chúng sinh. 6. Tất cả thần lực nghiệp vì chẳng lìa một thế giới mà có thể đến khắp tất cả thế giới. 7. Tất cả quang minh nghiệp vì có thể phóng ra vô biên quang minh màu sắc,
Trong mỗi quang minh đều có đóa hoa sen, trên mỗi đóa hoa sen đều có Bồ Tát Ngồi Kiết Già hiện thân trang nghiêm, vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. 8. Tất cả giống tam bảo chẳng dứt, vì chư Phật diệt rồi phải giữ gìn pháp của chư Phật nói, phải hoằng dương pháp của chư Phật nói. Do đó có câu tục Phật huệ mạng thiệu long tam bảo. 9. Tất cả biến hóa nghiệp, vì trong tất cả thế giới thuyết pháp giáo hóa các chúng sinh, khiến cho họ được lợi ích của pháp, thoát khỏi ba cõi. 10. Tất cả gia trì nghiệp ở trong một niệm tùy tâm ưa thích của các chúng sinh mà thị hiện, khiến cho tất cả nguyện đều thành tựu, nghĩa là chúng sinh hy vọng gì đều khiến cho họ đắc được, khiến cho được toại tầm mãn nguyện, một lòng một dạ cầu Phật pháp chấm dứt sinh tử. Đó là 10 thứ nghiệp của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được nghiệp thanh tịnh rộng lớn vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thân, những gì là 10? Đó là thân chẳng đến vì chẳng thọ sinh trong tất cả thế gian, thân chẳng đi vì trong tất cả thế gian cầu chẳng được, thân chẳng thật vì tất cả thế gian được như thật, thân chẳng hư vì dùng lý như thật thị hiện thế gian, thân chẳng tận vì hết thuở vị lai không đoạn tuyệt, thân kiên cố vì tất cả chúng ma không thể phá hoại được, thân chẳng động vì chúng ma ngoại đạo không thể động được, thân đủ tướng vì thị hiện tướng trong phước thanh tịnh, thân vô tướng vì pháp tướng rốt ráo đều vô tướng, thân đến khắc vì đồng một thân với chư Phật ba đời. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được thân vô tận vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ thân, những gì là 10? Đó là: một, thân chẳng đến vì chẳng còn thọ sinh trong tất cả thế gian nên gọi là chẳng đến. 2. Thân chẳng đi vì trong tất cả thế gian cầu chẳng thể được nên gọi là chẳng đi. 3. Thân chẳng thật, thân thể của chúng ta là do đất, nước, gió, lửa, bốn đại giả hợp mà thành thân năm uẩn. Những chất cứng trên thân thể thuộc về đất, chất lỏng thuộc về nước, hơi ấm thuộc về lửa, hô hấp thuộc về gió. Bốn đại điều hòa thì thân thể khỏe mạnh, còn nếu bốn đại chẳng điều hòa thì thân thể suy nhược. Thân thể này vốn chẳng thật, tất cả thế gian giống tựa như thật, nhưng trên thực tế đều là hư vọng. 4. Thân chẳng hư, thân này chẳng thật, vậy tức là hư chăng? Chẳng phải, tuy chẳng thật nhưng Phật tánh ở trong tâm là chân thật, cho nên có lý thể chân như thật tánh thị hiện tại thế gian. 5. Thân chẳng tận, thân này chẳng thật chẳng hư, cũng chẳng cùng tận, sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, vĩnh viễn không khi nào chấm dứt. Đây chẳng phải là nhục thân mà là linh tánh, hết thuở vị lai cũng không đoạn tận. 6. Thân kiên cố, thân thể này như kim cang, tất cả chúng ma không thể phá hoại được, có tâm tin kiên cố thì thiên ma ngoại đạo tìm hết cách cũng không thể nào phá hoại được. 7. Thần chẳng động, vì như như bất động, cho nên chúng ma ngoại đạo không thể lay động được tâm tin của Bồ Tát. 8. Thần đủ tướng, đầy đủ 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp, hay thể hiện thân tướng trong phước trang nghiêm thanh tịnh. 9. Thần vô tướng, vì pháp tướng rốt ráo đều vô tướng, nghĩa là thật tướng vô tướng chẳng gì mà không có tướng. 10. Thân đến khác vì đồng một pháp thân với chư Phật ba đời, đó là 10 thứ pháp thân của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được pháp thân vô tận vô thượng của Như Lai. Ở trên là Bồ Tát Phổ Hiền trả lời 29 câu hỏi của Bồ Tát Phổ Huệ hỏi về hạnh thập hồi hướng, vì một đáp 10 nên có tới 290 câu trả lời. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thân nghiệp, những gì là 10? Đó là thân nghiệp một thân đầy khắp tất cả thế giới, thân nghiệp ở trước tất cả chúng sinh đều có thể thị hiện thân, thân nghiệp ở trong tất cả cõi đều có thể thọ sanh, thân nghiệp du hành tất cả thế giới, thân nghiệp đi đến tất cả chúng hội của chư Phật, thân nghiệp có thể dùng một tay che khắp tất cả thế giới, thân nghiệp có thể dùng một tay trả núi kim cang thiết vi của tất cả thế giới nát như hạt bụi, thân nghiệp ở trong thân mình hiện ra tất cả cõi Phật thành hoại, thị hiện nơi chúng sinh, thân nghiệp dùng một thân, dùng thọ tất cả cõi chúng sinh, thân nghiệp ở trong thân mình khắp hiện tất cả cõi Phật thanh tịnh, tất cả chúng sinh thành đạo ở trong đó, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này, thì sẽ đắc được Phật nghiệp vô thượng của Như Lai, đều có thể giác ngộ tất cả chúng sinh. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ thân nghiệp, những gì là 10? Đó là: một, thân nghiệp, một thân đầy khắp tất cả thế giới, nghiệp mà chúng ta tạo ra chẳng có hình tướng. Nếu có hình tướng thì nghiệp của một người tạo
sẽ đầy khắp tận hư không pháp giới, e rằng không có chỗ dung chứa có thể đầy khắp 3.000 đại thiên thế giới. 2. Thần nghiệp ở trước tất cả chúng sinh đều có thể thì hiện thân. 3. Thần nghiệp ở trong tất cả cõi đều có thể thọ sanh. 4. Thần nghiệp có thể du hành tất cả thế giới. 5. Thần nghiệp có thể đi đến tất cả chúng hội của chư Phật. 6. Thần nghiệp có thể dùng một tay che trùm khắp tất cả thế giới. 7. Thần nghiệp có thể dùng một tay trà núi Kim Cang Thiết Vi của tất cả thế giới nát như hạt bụi. 8. Thân nghiệp ở trong thân mình hiện ra tất cả cõi Phật, có cõi thành, có cõi trụ, có cõi hỏa, có cõi không, thì hiện nơi chúng sinh những cảnh giới đó, khiến cho họ thấy. 9. Thân nghiệp dùng một thân dung thọ tất cả cõi chúng sinh. 10. Thân nghiệp ở trong thân mình khắp hiện tất cả cõi Phật thành tịnh, tất cả chúng sinh thành đạo quả ở trong đó. Đó là 10 thứ thân nghiệp của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được Phật nghiệp vô thượng của Như Lai, đều có thể giác ngộ tất cả chúng sinh có thể thành Phật. Phật tử Đại Bồ Tát lại có 10 thứ thân. Những gì là 10? Đó là thân các ba la mật vì đều tránh tu hành, thân bốn nhiếp vì chẳng bỏ tất cả chúng sinh, thân đại bi vì thế tất cả chúng sinh thọ vô lượng khổ chẳng nhàm mỏi, thân đại từ vì cứu hộ tất cả chúng sinh, thân phước đức vì lợi ích tất cả chúng sinh, thân trí huệ vì đồng một tánh với thân của tất cả chư Phật, thân pháp vì lìa hẳn thọ sinh trong các cõi, thân phương tiện vì hiện tiền ở tất cả mọi nơi, thân thần lực vì thị hiện tất cả thần biến, thân bồ đề vì tùy thích tùy thời thành chánh giác. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đạt được thân đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát lại có 10 thứ thân. Những gì là 10? Đó là một thân các ba la mật vì đều tu hành chánh pháp. Ba la mật dịch là đến bờ kia, phàm là việc gì xong xuôi đều gọi là đến bờ kia. Có 10 thứ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, phương tiện, nguyện lực trí. 2. Thân bốn nhiếp vì chẳng bỏ tất cả chúng sinh. Bốn nhiếp tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí tức là bố thí nội tài và ngoại tài. Ái ngữ tức là nói lời ái ngữ đối với tất cả chúng sinh, khiến cho họ không sinh phiền não. Lợi hành tức là lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho họ sinh tâm tu hành. Đồng sự tức là thị hiện thân đồng với chúng sinh, cùng làm việc với chúng sinh, dùng phương tiện độ thoát tất cả chúng sinh. 3. Thân đại bi vì hay thay thế tất cả chúng sinh thọ vô lượng khổ chẳng khi nào nhàm mỏi, đó là biểu hiện đồng thể đại bi. 4. Thân đại từ vì hay cứu hộ tất cả chúng sinh chẳng phân biệt kẻ oán người thân, đều bình đẳng như nhau, đó là biểu hiện vô duyên đại từ. 5. Thần phước đức vì hay lợi ích tất cả chúng sinh khiến cho họ an vui. 6. Thân trí huệ vì đồng một tánh với thân của tất cả chư Phật. 7. Thần pháp vì vĩnh viễn để hẳn thọ sinh các cõi. 8. Thần phương tiện vì hiện tiền ở tất cả mọi nơi để giáo hóa chúng sinh. 9. Thân thần lực vì hay thị hiện tất cả thần thông biến hóa. 10. Thân bồ đề vì hay tùy thích tùy thời khiến chúng sinh thành chánh giác. Đó là 10 thứ pháp thân của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được thân đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ lời. Những gì là 10? Đó là lời mềm mại vì khiến cho tất cả chúng sinh đều an ổn, lời cam lồ vì khiến cho tất cả chúng sinh đều mát mẻ, lời không dối vì hết thảy lời nói đều như thật, lời chân thật vì cho đến trong mộng cũng không nói dối, lời rộng lớn vì tất cả thích phạm tứ thiên vương vân vân đều tôn kính, lời thâm sâu vì hiển bày pháp tánh, lời kiên cố vì thuyết pháp vô tận, lời chánh trực vì phát ngôn dễ hiểu, lời đủ thứ vì tùy thời thị hiện, lời khai ngộ tất cả chúng sinh vì tùy sự ưa thích của họ khiến cho hiểu rõ. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được lời vi diệu vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ lời. Những gì là 10? Đó là một lời mềm mại. Lời của Bồ Tát nói rất là nhu hòa và nhỏ nhẹ, khiến cho chúng sinh nghe trong tâm có cảm giác thoải mái, chẳng giống như lời nói của phàm phu chúng ta như khúc gỗ, khiến cho người nghe chịu chẳng thấu, đau đớn vô cùng, giống như dùng gậy đánh lên đầu khiến cho họ chịu không được. Các vị đừng cho rằng phải dùng phương pháp dùng gậy đánh là tốt, dùng gậy đánh lên đầu là đánh người, dùng sức quá nặng sẽ làm cho họ bể đầu chảy máu, thậm chí đánh chết người. Cho nên phải học lời nói mềm mại của Bồ Tát, đừng khiến cho chúng sinh phải chịu sự đau khổ. Chúng ta nói ra câu nào đều khiến cho chúng sinh chịu sự cay đắng thì không nên.
Lời nói của Bồ Tát hay khiến cho tất cả chúng sinh đều được an ổn, chẳng sinh phiền não. Chúng ta nghe đến 10 thứ lời nói này của Bồ Tát rồi, ít nhất là phải nhớ lời mềm mại này. Hai, lời cam lồ. Lời nói của Bồ Tát ngọt ngào như cam lồ hay thấm nhuần tâm của tất cả chúng sinh. Chúng sinh đều có sự nóng bức mỗi khi nghe đến lời cam lồ này, thì trong tâm chúng sinh lập tức được mát mẻ. Ba, lời không dối. Lời nói của Bồ Tát đều là thật, tự hào không hư ngụy. Bốn, lời chân thật. Lời nói của Bồ Tát đều là chân thật chẳng hư, dù ở trong mộng cũng không nói dối. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát cho đến ý nghĩ nói dối cũng chẳng có, cho nên ở trong mộng cũng chẳng nói dối. Năm, lời rộng lớn. Lời nói của Bồ Tát rất rộng lớn. Tất cả trời đế thích, đại phạm thiên vương, trời tứ thiên vương, vân vân, họ đều lắng nghe lời nói này, đều sinh tâm tôn kính. Sáu, lời thâm sâu. Lời nói của Bồ Tát rất là thâm sâu vi diệu hay hiển bày pháp tánh. Bảy, lời kiên cố. Lời nói của Bồ Tát là lời quyết định vĩnh viễn chẳng thay đổi, pháp nói ra không cùng tận. Tám, lời chánh trực. Lời nói của Bồ Tát ngay thẳng chẳng quanh co, do đó tâm thẳng là đạo tràng, chẳng nói lời bí mật khiến cho người chẳng minh bạch, mà nói lời chánh trực khiến cho người dễ hiểu. 9. Lời đủ thứ. Lời nói của Bồ Tát có lúc vì giáo hóa chúng sinh khởi kiến, tùy thời tùy lúc thể hiện lời phương tiện. 10. Lời khai ngộ tất cả chúng sinh. Lời nói của Bồ Tát hay khiến cho chúng sinh khai ngộ, tùy thuận sự ưa thích của chúng sinh, khiến cho họ được mãn nguyện, khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, bỏ tà về chánh, hiểu rõ nghĩa chân thật của Phật Pháp. Đó là 10 thứ lời của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ đắc được lời vi diệu vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ tịnh tu nghiệp lời. Những gì là 10? Đó là tịnh tu nghiệp lời, thích lắng nghe âm thanh của Như Lai. Tịnh tu nghiệp lời, thích nghe nói công đức của Bồ Tát. Tịnh tu nghiệp lời, chẳng nói những lời mà chúng sinh chẳng thích nghe. Tịnh tu nghiệp lời, chân thật xác lìa 4 lỗi lầm của lời nói. Tịnh tu nghiệp lời, hoan hỷ vui mừng khen ngợi Như Lai. Tịnh tu nghiệp lời, chỗ tháp của Như Lai lớn tiếng khen công đức như thật của Phật. Tịnh tu nghiệp lời, dùng tâm tịnh thâm sâu bố thí pháp cho chúng sinh. Tịnh tu nghiệp lời, dùng âm thanh ca tụng khen ngợi Như Lai. Tịnh tu nghiệp lời, ở chỗ chư Phật lắng nghe chánh pháp chẳng tiếc thân mạng. Tịnh tu nghiệp lời, xả thân hầu hạ tất cả Bồ Tát và các pháp sư để thọ diệu pháp. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ tịnh tu nghiệp lời. Những gì là 10? Đó là 1. Tịnh tu nghiệp lời, hoan hỷ thích lắng nghe âm thanh của Như Lai. 2. Tịnh tu nghiệp lời, hoan hỷ thích nghe nói công đức của Bồ Tát. 3. Tịnh tu nghiệp lời, bất cứ lúc nào cũng chẳng nói những lời mà chúng sinh chẳng thích nghe. 4. Tịnh tu nghiệp lời, chân thật xa lìa 4 lỗi lầm của lời nói. Đó là nói dối, nói theo rẻ, nói hai lưỡi, chửi mắng. 5. Tịnh tu nghiệp lời, hoan hỷ vui mừng khen ngợi Như Lai. 6. Tịnh tu nghiệp lời, chỗ tháp của Như Lai lớn tiếng khen công đức như thật của Phật. 7. Tịnh tu nghiệp lời, dùng tâm tịnh thâm sâu bố thí pháp cho chúng sinh. 8. Tịnh tu nghiệp lời, dùng âm nhạc ca tụng để khen ngợi Như Lai. 9. Tịnh tu nghiệp lời, ở chỗ đạo tràng của chư Phật lắng nghe chánh pháp của Phật nói. Nếu như có người muốn giết tôi, chẳng cho tôi học Phật pháp, tôi chẳng tiếc thân mạng cũng muốn học Phật pháp, tu hành Phật pháp. Bất cứ uy hiếp như thế nào cũng không thay đổi được tâm cầu pháp của tôi. 10. Tịnh tu nghiệp lời, đem thân thể của tôi cống hiến cho tất cả Bồ Tát, hầu hạ tất cả thiện tri thức, cúng dường pháp sư thuyết pháp để tiếp thọ tất cả diệu pháp. Đó là 10 pháp tịnh tu nghiệp lời của Bồ Tát. Phật tử, nếu Đại Bồ Tát dùng 10 việc tịnh tu nghiệp lời này thì sẽ đắc được 10 thứ giữ gìn. Những gì là 10? Đó là thiên vương làm thủ lãnh, tất cả thiên chúng đều giữ gìn. Long vương làm thủ lãnh, tất cả long chúng đều giữ gìn. Dạ xoa vương làm thủ lãnh, càn thát bà vương làm thủ lãnh, a tu la vương làm thủ lãnh, ca lô la vương làm thủ lãnh, khẩn na la vương làm thủ lãnh, ma hầu la già vương làm thủ lãnh, phạm vương làm thủ lãnh. Mỗi mỗi đều với đồ chúng của mình đều giữ gìn. Như Lai pháp vương làm thủ lãnh, tất cả pháp sư thảy đều giữ gìn. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, nếu như Đại Bồ Tát dùng 10 việc tịnh tu nghiệp lời này thì sẽ đắc được 10 thứ giữ gìn. Những gì là 10? Đó là 1. Thiên vương làm thủ lãnh, tất cả thiên chúng đều giữ gìn vị Bồ Tát này. 2. Long vương làm thủ lãnh, tất cả long chúng đều giữ gìn vị Bồ Tát này. 3. Dạ xoa vương làm thủ lãnh. 4. Càn thát bà vương làm thủ lãnh.
5. A Tu La Vương làm thủ lãnh. 6. Ca Lâu La Vương làm thủ lãnh. 7. Khẩn Na La Vương làm thủ lãnh. 8. Ma Hầu La Già Vương làm thủ lãnh. 9. Phạm Vương làm thủ lãnh. Mỗi mỗi đều với đồ chúng của mình đều giữ gìn vị Bồ Tát này. 10. Như Lai Pháp Vương làm thủ lãnh. Tất cả Pháp Sư thầy đều giữ gìn vị Bồ Tát này. Chẳng những Thiên Long Bát Bộ tất cả quỷ thần đến giữ gìn, mà Như Lai Pháp Vương cùng với tất cả Pháp Sư cũng đến giữ gìn. Vị Bồ Tát đó có 10 thứ giữ gìn này thì sẽ truyền tâm hành Bồ Tát Đạo, giáo hóa chúng sinh. Phật tử Đại Bồ Tát được sự giữ gìn này rồi thì sẽ thành tựu 10 việc lớn. Những gì là 10? Đó là tất cả chúng sinh đều khiến cho hoan hỷ, tất cả thế giới đều có thể qua đến, tất cả các căn đều biết rõ, tất cả tháng dài đều khiến thanh tịnh, tất cả phiền não đều khiến dứt trừ, tất cả tập khí đều khiến liệu bỏ, tất cả dục lạc đều khiến sáng sạch, tất cả thâm tâm đều khiến tăng trưởng, tất cả pháp giới đều khiến khắp cùng, tất cả niết bàn đều khiến thấy rõ khắp. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát được sự giữ gìn này rồi thì sẽ thành tựu 10 việc lớn. Những gì là 10? Đó là 1. Tất cả chúng sinh đều khiến cho sinh tâm đại hoan hỷ. 2. Tất cả thế giới đều có thể qua đến để giáo hóa chúng sinh. 3. Tất cả các căn thảy đều biết rõ. 4. Tất cả tháng dài đều khiến thanh tịnh, đắc được trí huệ vô thượng. 5. Tất cả phiền não đều khiến dứt trừ, biến phiền não thành bồ đề. 6. Tất cả tập khí đều khiến lìa bỏ, trừ sạch những hành vi chẳng chánh đáng, giữ gìn những tập khí tốt. 7. Tất cả dục lạc đều khiến cho trong sáng sạch sẽ, chẳng còn tư tưởng tham nhiễm. 8. Tất cả thâm tâm đều khiến tăng trưởng ý chí cầu pháp. 9. Tất cả pháp giới đều khiến khắp cùng, chẳng có chỗ nào mà chẳng có. 10. Tất cả niết bàn đều khiến thấy rõ khắp. Cảnh giới này khiến cho tất cả chúng sinh đều thấy được. Đó là 10 việc lớn của Bồ Tát. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ tâm. Những gì là 10? Đó là tâm như đại địa vì hay giữ gìn nuôi lớn các căn lành của tất cả chúng sinh. Tâm như biển cả vì vô lượng vô biên nước pháp đại trí của tất cả chư Phật đều chảy vào. Tâm như núi Chúa Tu Di vì đặt đẻ tất cả chúng sinh nơi căn lành tối thượng xuất thế gian. Tâm như Mani Bảo Vương vì lạc dục thanh tịnh không tạp nhiễm. Tâm như Kim Cang vì quyết định vào sâu tất cả pháp. Tâm như Kim Cang Vi Sơn vì các ma ngoại đạo không thể lay động được. Tâm như Hoa Sen vì tất cả thế pháp không thể nhiễm được. Tâm như Hoa Dù Đàm Bát vì trong tất cả kiếp khó gặp được. Tâm như mặt trời trong sáng vì phá ám chướng. Tâm như hư không vì không thể lường. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đạt được đại tâm thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ tâm. Những gì là 10? Đó là 1. Tâm như đại địa vì hay giữ gìn nuôi lớn tất cả vạn vật, hay khiến cho căn lành của tất cả chúng sinh đều được thành thục. 2. Tâm như biển cả vì vô lượng vô biên nước pháp đại trí của tất cả chư Phật mười phương đều chảy vào trong biển cả. 3. Tâm như núi Chúa Tu Di vì đặt đẻ tất cả chúng sinh nơi căn lành tối thượng xuất thế gian. 4. Tâm như Mani Bảo Vương vì lạc dục rất thanh tịnh không tạp nhiễm. 5. Tâm như Kim Cang vì quyết định và sâu tất cả pháp của Phật nói. 6. Tâm như Kim Cang Vi Sơn vì tất cả ma ngoại đạo không thể lay động được. 7. Tâm như Hoa Sen vì tất cả thế pháp không thể nhiễm được. 8. Tâm như Hoa Ưu Đàm Bát vì trong tất cả kiếp có gặp được hoa này nở. 9. Tâm như mặt trời trong sáng vì phá trừ tất cả ám chướng. 10. Tâm như hư không vì không thể dò lường được. Đó là 10 thứ tâm của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được đại tâm thanh tịnh vô thượng của Như Lai. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 sự phát tâm. Những gì là 10? Đó là tôi phát tâm sẽ độ thoát tất cả chúng sinh. Tôi phát tâm sẽ khiến cho tất cả chúng sinh dứt trừ phiền não. Tôi phát tâm sẽ khiến cho tất cả chúng sinh tiêu diệt tập khí. Tôi phát tâm sẽ đoạn trừ tất cả nghi hoặc. Tôi phát tâm sẽ trừ diệt khổ não của tất cả chúng sinh. Tôi phát tâm sẽ trừ diệt các nạn của tất cả đường ác. Tôi phát tâm sẽ kính thuận tất cả Như Lai. Tôi phát tâm sẽ khéo học chỗ học của tất cả Bồ Tát. Tôi phát tâm sẽ ở nơi mỗi đầu sợi lông của tất cả thế gian hiện tất cả Phật thành chánh giác. Tôi phát tâm sẽ ở trong tất cả thế giới đánh chống pháp vô thượng, khiến cho tùy theo căn dục của các chúng sinh đều được ngộ hiểu. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được tâm đại phát khởi năng sự vô thượng của Như Lai.
Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 sự phát tâm. Những gì là 10? Đó là: một, tùy phát tâm sẽ độ thoát tất cả chúng sinh. 2, tùy phát tâm sẽ khiến cho tất cả chúng sinh dứt trừ tất cả phiền não. 3, tùy phát tâm sẽ khiến cho tất cả chúng sinh tiêu diệt tất cả tập khí ác. 4, tùy phát tâm sẽ đoạn trừ tất cả nghi hoặc. 5, tùy phát tâm sẽ trừ diệt khổ não của tất cả chúng sinh. 6, tùy phát tâm sẽ trừ diệt các nạn của tất cả đường ác. 7, tùy phát tâm sẽ kính thuận tất cả Như Lai. 8, tùy phát tâm sẽ khéo học chỗ học của tất cả Bồ Tát. 9, tùy phát tâm sẽ ở nơi mỗi đầu sợi lông của tất cả thế gian, hiện tất cả Phật thành chánh giác. 10, tùy phát tâm sẽ ở trong tất cả thế giới, đánh chống pháp vô thường, khiến cho tùy theo căn dục của các chúng sinh đều được ngộ hiểu. Đó là 10 sự phát tâm của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được tâm đại phát khởi năng sự vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ tâm cùng khắp. Những gì là 10? Đó là tâm cùng khắp tất cả hư không vì phát ý rộng lớn, tâm cùng khắp tất cả pháp giới vì vào sâu vô biên, tâm cùng khắp tất cả ba đời vì một niệm đều biết, tâm cùng khắp tất cả Phật xuất hiện vì nơi nhập thai đản sinh xuất gia thành đạo chuyển pháp luân và niết bàn đều thấu rõ, tâm cùng khắp tất cả chúng sinh vì đều biết căn dục tập khí, tâm cùng khắp nhất thiết trí huệ vì tùy thuận biết rõ pháp giới, tâm cùng khắp tất cả vô biên vì biết các lưới huyễn khác nhau, tâm cùng khắp tất cả vô sinh vì chẳng được tự tánh các pháp, tâm cùng khắp tất cả vô ngại vì chẳng trụ tâm mình tâm người, tâm cùng khắp tất cả tự tại vì một niệm khắp hiện thành Phật. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được Phật pháp vô lượng vô thượng trang nghiêm cùng khắp. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ tâm cùng khắp. Những gì là 10? Đó là: một, tâm cùng khắp tất cả hư không vì phát ý rộng lớn. 2. Tâm cùng khắp tất cả pháp giới vì vào sâu vô biên xứ. 3. Tâm cùng khắp tất cả ba đời vì một niệm đều biết ba đời không ngoài một niệm tâm. 4. Tâm cùng khắp tất cả Phật xuất hiện vì mỗi vị Phật lúc nào nhập thai đản sinh xuất gia thành đạo chuyển pháp luân và niết bàn đều thấu rõ biết được. 5. Tâm cùng khắp tất cả chúng sinh vì đều biết căn tánh và dục lạc cùng với tập khí chúng sinh ích kỷ lại mình cho nên có vô lượng phiền não, Bồ Tát đều biết được. Tại sao vậy? Vì tâm tâm thông đạt với nhau, căn tánh của chúng sinh, hoặc lợi căn hoặc độn căn, dục lạc của chúng sinh, hoàn hỷ hút thuốc, uống rượu, ăn thịt, bài bạc, hút thuốc phiện, nhảy đầm, vân vân, Bồ Tát nhìn là biết hết. 6. Tâm cùng khắp nhất thiết trí huệ, vì tùy thuận tất cả chúng sinh biết rõ pháp giới. 7. Tâm cùng khắp tất cả vô biên, vì biết các lưới huyễn khác nhau đều là hư vọng không thật. 8. Tâm cùng khắp tất cả vô sinh, tức cũng là vô sinh pháp nhẫn, vì tất cả các pháp chẳng sinh chẳng diệt, tự tánh đó không thể được. 9. Tâm cùng khắp tất cả vô ngại, vì đó đầy hữu tương không chướng ngại, cũng là chẳng trụ tâm mình, cũng chẳng trụ tâm người khác. 10. Tâm cùng khắp tất cả tự tại, vì trong một niệm khắp thị hiện thành Phật. Đó là 10 thứ tâm cùng khắp. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này, thì sẽ đắc được cảnh giới Phật pháp vô lượng vô thượng trang nghiêm cùng khắp. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ căn. Những gì là 10? Đó là căn hoan hỷ vì thấy tất cả chư Phật tin không hoại, căn hy vọng vì nghe được Phật pháp đều ngộ hiểu, căn bất thối vì tất cả việc làm đều rốt ráo, căn an trụ vì chẳng dứt tất cả Bồ Tát hạnh, căn vi tế vì vào lý vi diệu bát nhã ba la mật, căn không ngừng nghỉ vì rốt ráo việc của tất cả chúng sinh, căn như kim cang vì chứng biết tánh của tất cả các pháp, căn kim cang quang diệm vì chiếu khắp tất cả cảnh giới Phật, căn không khác biệt vì tất cả Như Lai đồng một thân, căn bờ mé vô ngại vì vào sâu 10 lực của Như Lai, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được căn viên mãn đại trí vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ căn. Những gì là 10? Đó là: một, căn hoan hỷ vì hoan hỷ thấy tất cả chư Phật, căn tin không dứt hoại. 2. Căn hy vọng vì hy vọng nghe chánh pháp, nghe rồi đều ngộ hiểu. 3. Căn bất thối, vì chẳng thối căn lành bồ đề, tất cả việc làm đều được rốt ráo. 4. Căn an trụ, vì chẳng dứt hạnh của tất cả bồ tát tu. 5. Căn vi tế, vì vào sâu lý vi diệu chân như bát nhã ba la mật. 6. Căn không ngừng nghỉ, vì dũng mãnh tinh tấn đắc được việc lớn của tất cả chúng sinh, rốt ráo đến nơi viên mãn. 7. Căn như kim cang, căn lành kiên cố như kim cang, bất cứ sức lực gì cũng không thể phá hoại được,
vì chứng biết tánh của tất cả các pháp. 8. Căn kim cang quang diệm, vì chiếu sáng khắp tất cả cảnh giới của chư Phật. 9. Căn không khác biệt, vì căn lành này không có gì khác biệt, là cảnh giới tất cả Như Lai đồng một pháp thân. 10. Căn bờ mé vô ngại, vì căn lành chẳng có sự chướng ngại và sâu được 10 lực của Như Lai. Đó là 10 thứ căn của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được căn viên mãn đại trí vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thâm tâm. Những gì là 10? Đó là thâm tâm chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian, thâm tâm chẳng tạp tất cả pháp đạo nhị thừa, thâm tâm thấu đạt tất cả Phật Bồ Đề, thâm tâm tùy thuận trí đạo nhất thiết trí, thâm tâm chẳng động bởi tất cả chúng mà ngoại đạo, thâm tâm tịnh tu trí viên mãn của tất cả Như Lai, thâm tâm thọ trì tất cả pháp đã nghe được, thâm tâm chẳng chấp vào tất cả nơi thọ sanh, thâm tâm đầy đủ tất cả trí vi tế, thâm tâm tu tất cả pháp của chư Phật. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được thâm tâm thanh tịnh nhất thiết trí vô thượng. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ thâm tâm. Những gì là 10? Đó là một, thâm tâm chẳng nhiễm tất cả pháp thế gian. Đối với tài sắc danh ăn ngủ, năm thứ dục lạc này tuyệt đối không nhiễm trước. Có thâm tâm này tức cũng là thích tu hành pháp xuất thế gian. Hai, thâm tâm chẳng tu pháp môn thanh văn và duyên giác nhị thừa, mà tu pháp môn Bồ Tát đại thừa. Pháp nhị thừa là pháp bốn đế và pháp 12 nhân duyên, pháp đại thừa là pháp lục độ vạn hạnh. 3. Thâm tâm thấu rõ thông đạt bồ đề giác đạo của tất cả chư Phật. 4. Thâm tâm tùy thuận trí đạo nhất thiết trí. 5. Thâm tâm chẳng động bởi tất cả chúng mà ngoại đạo. 6. Thâm tâm thanh tịnh tu hành trí huệ viên mãn của tất cả chư Phật. 7. Thâm tâm thọ trì tất cả pháp đã nghe được. 8. Thâm tâm chẳng chấp vào tất cả nơi thọ sanh. 9. Thâm tâm đầy đủ tất cả trí huệ vi tế. 10. Thâm tâm tu hành tất cả pháp của chư Phật nói. Đó là 10 thứ thâm tâm của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được thâm tâm Bồ Đề thanh tịnh vi diệu nhất thiết trí vô thượng. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ thâm tâm tăng thượng. Những gì là 10? Đó là thâm tâm tăng thượng chẳng thối chuyển vì tích tập tất cả căn lành. Thâm tâm tăng thượng lìa nghi hoặc vì hiểu mật ngữ của tất cả Như Lai. Thâm tâm tăng thượng chánh trì vì đại nguyện đại hạnh chảy ra. Thâm tâm tăng thượng tối thắng vì vào sâu tất cả Phật pháp. Thâm tâm tăng thượng làm chủ vì tất cả Phật pháp tự tại. Thâm tâm tăng thượng rộng lớn vì vào khắp đủ thứ pháp môn. Thâm tâm tăng thượng thượng thủ vì tất cả việc làm đều thành tựu. Thâm tâm tăng thượng tự tại vì tất cả tam muội thần thông biến hóa trang nghiêm. Thâm tâm tăng thượng an trụ vì nhiếp thọ nguyện xưa. Thâm tâm tăng thượng không ngừng nghỉ vì thành tục tất cả chúng sinh. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được thâm tâm tăng thượng thanh tịnh vô thượng của tất cả chư Phật. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ thâm tâm tăng thượng. Những gì là 10? Đó là một, thâm tâm tăng thượng chẳng thối chuyển bồ đề vì tích tập tất cả căn lành để thành tựu nó. 2. Thâm tâm tăng thượng bìa nghi hoặc vì hiểu pháp thâm mật ngữ của tất cả Như Lai. 3. Thâm tâm tăng thượng chánh trì vì đại nguyện đại hạnh chảy ra. 4. Thâm tâm tăng thượng tối thắng vì vào sâu tất cả pháp của Phật nói. 5. Thâm tâm tăng thượng làm chủ vì tất cả Phật pháp có thể nhận vận tự tại diễn nói. 6. Thâm tâm tăng thượng rộng lớn vì vào khắp đủ thứ pháp môn. 7. Thâm tâm tăng thượng thượng thủ vì tất cả việc làm đều thành tựu. 8. Thâm tâm tăng thượng tự tại vì tất cả tam muội thần thông biến hóa trang nghiêm. 9. Thâm tâm tăng thượng an trụ vì nhiếp thọ đại nguyện phát ra thuở xưa. 10. Thâm tâm tăng thượng không ngừng nghỉ vì thành thục đạo bồ đề của tất cả chúng sinh. Đó là 10 thứ thâm tâm tăng thượng. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được thâm tâm bồ đề tăng thượng thanh tịnh vô thượng của tất cả chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ siêng tu. Những gì là 10? Đó là siêng tu bố thí vì đều xả tất cả chẳng cầu báo đáp, siêng tu trì giới vì khổ hạnh đầu đà thiểu dục trì túc không khỉ dối, siêng tu nhẫn nhục vì lìa tưởng ta người nhẫn tất cả ác chọn chẳng sinh tâm sân hại, siêng tu tinh tấn vì thân miệng ý nghiệp chưa từng tán loạn, tất cả việc làm đều không thối chuyển đến nơi rốt ráo, siêng tu thiền định giải thoát tam muội xuất hiện thần thông vì lìa tất cả dục phiền não đấu tranh các quyến thuộc, siêng tu trí huệ vì tu tập tích tụ tất cả công đức không nhàm mỏi, siêng tu đại từ vì biết các chúng sinh không tự tánh, siêng tu đại bi vì biết các pháp không
khắp thế, tất cả chúng sinh thọ khổ không mỏi nhàm. Siêu tu giác ngộ mười lực của Như Lai vì thấu đạt vô ngại, thể hiện cho chúng sinh. Siêu tu pháp luân bất thối vì chuyển đến tâm của tất cả chúng sinh, đó là mười. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được siêu tu đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có mười thứ siêu tu. Những gì là mười? Đó là: một, siêu tu bố thí vì hoàn toàn xả bỏ tất cả mà chẳng cầu báo đáp, nội tài như đầu mắt tủy não, ngoại tài như đất nước vợ con, thảy đều bố thí hết cho chúng sinh cần. Do đó có câu: thì ân bất cầu báo cho người chẳng hối tiếc. Hai, siêu tu trì giới vì tu hành khổ hạnh đầu đà. Đầu đà nghĩa là khổ hạnh. Đầu đà khổ hạnh có 12 điều: A, ở chỗ vắng lặng. B, thường đi khất thực. C, khất thực có thứ tự. D, ngày ăn một bữa. E, ăn có tiết lượng. F, quá ngọ không ăn. G, mặc y phấn tảo. H, chỉ có ba y. I, ngồi giữa mộ cao. G, ở dưới gốc cây. K, ngồi ngoài trời. L, thường ngồi không nằm. Tu 12 điều khổ hạnh này thì chẳng còn dục niệm, gì cũng chẳng tham. Đối với bất cứ thứ gì cũng đều cảm giác đầy đủ. Bên trong chẳng khi dối mình, bên ngoài chẳng khi dối người khác. Tóm lại, hay thiểu dục thì trí túc, hay trí túc thì thiểu dục, có sự liên quan với nhau. 3. Sinh tù nhẫn nhục. Nhẫn nhục như thế nào? Tức là chẳng có mình, chẳng có người, chẳng chấp vào tướng ta người thì là Bồ Tát. Lìa khỏi được tưởng ta người thì sẽ nhẫn thọ được tất cả cảnh giới ác, chọn chẳng sinh tâm sân hận thương hại. 4. Sinh tù tinh tấn. Thân tinh tấn, miệng tinh tấn, ý tinh tấn, ba nghiệp đều tinh tấn, chưa từng khi nào tán loạn, tất cả việc làm đều không thối chuyển bồ đề tâm đến được nơi rốt ráo. 5. Sinh tù thiền định. Trong pháp giải thoát tam muội xuất hiện đủ thứ thần thông, vì hay lìa tất cả dục niệm, phiền não, đấu tranh, các quyến thuộc, vân vân. 6. Sinh tù trí huệ. Vì tu tập tích tụ tất cả công đức, không khi nào nhàm mỏi. 7. Sinh tù đại từ. Vì biết tất cả chúng sinh đều không có tự tánh. 8. Sinh tu đại bi. Vì biết tất cả các pháp vốn là vắng lặng, tức là không, nhưng Bồ Tát vẫn muốn thay thế khắp tất cả chúng sinh, tiếp thọ tất cả khổ não, không khi nào mỏi nhàm. 9. Sinh tu giác ngộ mười lực của Như Lai. Vì thấu rõ thông đạt vô ngại, thị hiện cho chúng sinh. 10. Sinh tu pháp luân bất thối. Vì chuyển đến tâm của tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh minh bạch Phật pháp. Đó là 10 pháp sinh tu của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ trong pháp này thì sẽ đắc được sinh tu đại trí huệ vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ quyết định giải. Những gì là 10? Đó là quyết định giải tối thượng vì gieo trồng, tôn trọng căn lành. Quyết định giải trang nghiêm vì sinh ra đủ thứ sự trang nghiêm. Quyết định giải rộng lớn vì trong tâm chưa từng hẹp, hạ kiệt. Quyết định giải tịch diệt vì hay vào pháp tánh thâm sâu. Quyết định giải khắp cùng vì phát tâm không chỗ nào mà chẳng đến. Quyết định giải khắp nghiệp vì hay thọ Phật lực gia trì. Quyết định giải kiên cố vì phá tan tất cả nghiệp ma. Quyết định giải minh đoạn vì biết rõ tất cả nghiệp báo. Quyết định giải hiện tiền vì tùy ý hiện thần thông. Quyết định giải thiệu lòng vì được tất cả Phật thọ ký. Quyết định giải tự tại vì tùy ý tùy thời thành Phật. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được quyết định giải vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát có 10 thứ quyết định giải. Những gì là 10? Đó là: một, quyết định giải tối thượng vì gieo trồng tôn trọng căn lành. 2. Quyết định giải trang nghiêm vì sinh ra đủ thứ sự trang nghiêm. 3. Quyết định giải rộng lớn vì trong tâm chưa từng hẹp hạ kiệt. 4. Quyết định giải tịch diệt vì hay vào pháp tánh thâm sâu. 5. Quyết định giải khắp cùng vì phát tâm không chỗ nào mà chẳng đến. 6. Quyết định giải khắp nhiệm vì hay thọ Phật lực gia trì. 7. Quyết định giải kiên cố vì phá tan tất cả nghiệp ma. 8. Quyết định giải minh đoạn vì biết rõ tất cả nghiệp báo. 9. Quyết định giải hiện tiền vì tùy ý hiện thần thông. 10. Quyết định giải thiệu long vì được tất cả Phật thọ ký. 11. Quyết định giải tự tại vì tùy ý tùy thời thành Phật. Đó là 10 pháp quyết định giải của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được quyết định giải vô thượng của Như Lai. Phật tử, đại Bồ Tát có 10 thứ quyết định giải, biết các thế giới. Những gì là 10? Đó là: biết tất cả thế giới vào một thế giới, biết một thế giới vào tất cả thế giới, biết tất cả thế giới một thân Như Lai, một tòa hoa sen, thảy đều khắp cùng.
biết tất cả thế giới đều như hư không, biết tất cả thế giới đủ sự trang nghiêm của Phật, biết tất cả thế giới Bồ Tát đầy khắp, biết tất cả thế giới vào một lỗ chân lông, biết tất cả thế giới vào một thân chúng sinh, biết tất cả thế giới một cây bồ đề của Phật, một đạo tràng của Phật thảy đều cùng khắp, biết tất cả thế giới một âm thanh khắp cùng khiến các chúng sinh đều biết rõ khác nhau, tâm sinh hoan hỷ, đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được quyết định giải cõi Phật rộng lớn vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ quyết định giải biết các thế giới. Những gì là 10? Đó là: một, biết tất cả thế giới vào trong một thế giới; hai, biết một thế giới vào trong tất cả thế giới; ba, biết tất cả thế giới một thân Như Lai, một tòa hoa sen thảy đều khắp cùng pháp giới; bốn, biết tất cả thế giới đều như hư không; năm, biết tất cả thế giới đầy đủ sự trang nghiêm của Phật; sáu, biết tất cả thế giới Bồ Tát đầy khắp; bảy, biết tất cả thế giới vào một lỗ chân lông; tám, biết tất cả thế giới vào trong một thân chúng sinh; chín, biết tất cả thế giới một cây bồ đề của Phật, một đạo tràng của Phật thảy đều cùng khắp; 10. Biết tất cả thế giới một âm thanh khắp cùng khiến các chúng sinh đều biết rõ khác nhau, tâm sinh hoan hỷ. Đó là 10 pháp quyết định giải của Bồ Tát biết tất cả thế giới. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được quyết định giải cõi Phật rộng lớn vô thượng của Như Lai. Phật tử, Đại Bồ Tát có 10 thứ quyết định giải biết cõi chúng sinh. Những gì là 10? Đó là: biết tất cả cõi chúng sinh tánh vốn không thật, biết tất cả cõi chúng sinh đều vào một thân chúng sinh, biết tất cả cõi chúng sinh đều vào thân Bồ Tát, biết tất cả cõi chúng sinh đều vào Như Lai Tạng, biết một thân chúng sinh vào khắp tất cả cõi chúng sinh, biết tất cả cõi chúng sinh đều kham làm pháp khí của chư Phật, biết tất cả cõi chúng sinh tùy sở dục của họ mà hiện thân thích phạm hộ thế, biết tất cả cõi chúng sinh tùy sở dục của họ mà hiện oai nghi tịch tĩnh của bậc thanh văn độc giác, biết tất cả cõi chúng sinh mà hiện thân Bồ Tát công đức trang nghiêm, biết tất cả cõi chúng sinh mà hiện Như Lai tướng tốt oai nghi tịch tĩnh để khai ngộ chúng sinh. Đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được quyết định giải đại oai lực vô thượng của Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát có 10 thứ quyết định giải biết cõi chúng sinh. Những gì là 10? Đó là: một, biết tất cả cõi chúng sinh tánh vốn không thật; hai, biết tất cả cõi chúng sinh đều vào trong một thân chúng sinh; ba, biết tất cả cõi chúng sinh đều vào trong thân Bồ Tát; bốn, biết tất cả cõi chúng sinh đều vào trong Như Lai Tạng; năm, biết một thân chúng sinh vào khắp tất cả cõi chúng sinh; sáu, biết tất cả cõi chúng sinh đều kham làm pháp khí của tất cả chư Phật; bảy, biết tất cả cõi chúng sinh tùy sở dục của họ mà hiện thân trời đế thích, hoặc hiện thân đại phạm thiên vương, hoặc hiện thân trời hộ thế tứ đại thiên vương; 8. Biết tất cả cõi chúng sinh tùy sở dục của họ mà hiện oai nghi tịch tĩnh của bậc thanh văn độc giác; 9. Biết tất cả cõi chúng sinh mà hiện thân Bồ Tát công đức trang nghiêm; 10. Biết tất cả cõi chúng sinh mà hiện Như Lai tướng tốt oai nghi tịch tĩnh để khai ngộ chúng sinh. Đó là 10 pháp quyết định giải của Bồ Tát biết cõi chúng sinh. Nếu các Bồ Tát an trụ pháp này thì sẽ đắc được quyết định giải đại oai lực vô thượng của Như Lai.